3 tấn rau sạch đã về đến quận 7 bà con ơi. Ai có nhu cầu nha, bất kỳ ai có nhu cầu rau sạch, cần rau thì xin liên hệ trực tiếp đến số hotline nhà em 093 722 3722 để em lên đơn và phát an toàn cho mọi người miễn phí 100%. Lý do là không được tụ tập đông người, em không được phát ở ngoài sân đâu nha, không an toàn mọi người mà phường cũng không cho. Còn lại tất cả em sẽ, tất cả là các phường có khu vực cách ly, phường sẽ đưa xe đến đây và lấy đến phát cho từng nhà, nên bà con cứ yên tâm nha. Nguồn rau sạch tương đối tốt và tương đối nhiều, em lấy từ Gia Lai xuống, rau sạch 100%.